khóc nhiều quá vậy. Gà nước mắt luôn. Đi đâu nè? Đi ẩm thực quán. Đi ẩm thực quán đang ở sau còn một chiếc nữa đang chạy xe đạp. Đâu ăn lưng đâu vậy? Dạ, lưng sao đây? Đó, cái đầu. Lưng ơi. Lưng đi ẩm thực nha. Đi ẩm thực nha. Đó. Bùi My, đó đây là Bùi My. Hello con. Hello. Hello chào mọi nhà, cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay mình đi đâu? Cả nhà. Nay mi đi ăn mi chay mà hết rồi cho nên đi lại ẩm thực quán. Đây, Bùi My đâu? Đây. Rồi, Bùi My Tết này sao con? Chúc Tết sao con? Dạ, Tết chúc bom cũ bước qua năm mới. Con chúc cả nhà sức khỏe dồi dào, tiền vô làm ăn phát đạt, tiền vô như nước sông Đà, nên nó giỏi như cả bên phim. Rồi, kính chúc. Con kính chúc hả con? Rồi chả giò đi. Rồi. Được rồi. Trà đường. Phết trà đường. Đó, này. Hello cả nhà. Nay mình dẫn đại tiểu. Này là tiểu gì ta? Tiểu gì ta? Tiểu lùng. Tiểu lùng. Đúng rồi. Tức là nghỉ ngày mai nữa là mùng 7 là đi học. Ủa, thứ hai á. Mai thứ 7 mà con. Ngày mai là cộng hưởng có bao nhiêu được chơi chơi đại vô. Ngày mai hội chợ là đêm cuối cùng á, có bán vé, có ca sĩ luôn á, trúng thưởng cô trúng thưởng luôn á. Đi không? Mai đi không? Đi chứ. Ê, tối nay có ca sĩ nào hả? Không biết nữa, ngày qua có ca sĩ Kim Cương, Bùi My, Kim Quý, Bùi My, Hoàng Lân. Trời ơi, ghê thiệt. Ghê chưa? Ghê chưa? Hay quá. Bán vé không ai vô mua hết trơn. Ôi, ở bên ngoại em giàu chết. Duy nhất quỳ xì được 50 ngàn. Giàu vô. Ai thì xì 50? Có hai con quỳ xì 50 ạ. Bùi My. Hồi sao Bùi My lâu không Bùi My? Dạ con. Tại vì anh hai trước. Con anh trước. Hai được nhận tiền coupon 100 nữa. Còn con thì không có nhận tiền quỳ xì coupon cho nên hai hơn con. Con nguyên đi phát bữa đi. Ôi, hai chén. Đâu? Dơ này à? Cũng dơ đâu mà dơ. Nè. Nè, mệt thấy ghê luôn, lấy khăn giấy nè, chùi qua. Đúng rồi. Nè. Dạ, em cảm ơn chị Lê Thị Bì Hì. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái này của Kim Quý. Dạ, của chị Lê Thị Bì Hì đi. Quá trớn thì. Rồi, chuẩn bị chưa? Chuẩn bị vô. Chuẩn bị đến cho con cưng hót mày. Ăn cái món này lẻ hồi nữa. Chứ từ từ. Rồi. Ăn hả? Ấy là cái món này phải ăn mì chay xong mới ăn. Em xin từ em là Lê Thị Bày Hải. Thì giờ mới sẽ gọi mắt cưng là Lê Thị Bày Hải. Còn mày là Mỹ Tí Lê Tí Lê. Vy là ủi kiển heo. 1, 2, 3 vô. 1, 2, 3 vô. 2, 3 uống. Uống cái đường mà nó nhoi quá là nhoi. Này này, 5 tách cho ri. Giòn quá. Giòn. Giòn bùi mi. Giòn không?
cô ba cái ngăn. Cô ba cái ngăn thế nào? Chuyển đi 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 à. Còn lưng. Lưng ngon không? Lưng ngon không? À thấy cái tiếng bóp với đổi của cô đúng không? Lưng lưng tôi mệt quá. Nhóm nặng mà. Ừ, mà không biết kêu tên. Chị quyết chị quên rồi à. Ừ. Cắn thử bòi viên có được không mi review đây sao ạ à?
cái nguyên cục con cá được không? Hả hai nấu? Nấu. Chứ anh hai bây giờ ăn được hết tô rồi đó. Chưa. Nhìn cái này cô ba ăn hết rồi cô ơi. Nãy giờ bơi hai kêu quá trời rồi. Phải không? Sắp giống con cú. Sắp giống con cú. Bây giờ bốc sạc. Rồi, nó nồng mắt rồi. Mình sạc rồi, cái nó sạc rồi nó quá xì rồi, cái nó mũi luôn. Rồi. Gà nước mắt luôn. Sạc rồi, ra nước mắt luôn. Nó nước mắt. Ăn từ từ thôi, có mình ăn thôi, có ai đâu sợ. Đâu ăn đâu. Bậy, chắc anh nghĩ tới chuyện mất rồi. Chuyện gì? Hồi đó em với Mận đu cà dừa chứ Mận làm cá sấu em đu cà dừa. Rồi sao? Nó cầm em nó nắm luôn, rớt cái bệnh. Không ngại ra chặt luôn cà dừa. Rồi tính tiền. Đưa cho ông Bùi My nè. Bùi My, cầm quá đơn con. Đó. Rồi nhiêu? 335. Rồi sao? Rồi móc tiền ra không ơi, móc tiền ra con, móc tiền ra coi. Tại em hay giữ tiền. Rồi rồi sao rồi tới ai nữa móc tiền ra. Lân bỏ lên bàn giữa ra nhiêu gom hết được nhiêu tiền? 80. Rồi có đơn nhiêu con? 335. Hả? 335. Rồi bây giờ có nhiêu tiền? 80. Vậy giờ sao? My ở lại đôi chén. Anh hai bò vàng. Ôi, con chưa hùng mà biết trả tiền con bằng rồi nè. Anh hai bò vàng. Lưng bưng nước. Cương chưa có tiền. Đi về. Cương chưa có tiền. Cương ở đây. Dạ, không có tiền nào. Đóng túi luôn. Không có đồng nữa thì ở đây. Vậy cũng chơi sang. Ở đây bưng đồ ăn. Thôi vậy cũng chơi sang. Giờ dạ, mình thiếu tiền mình ăn cho hết đi. Chút bữa cho nó khỏe. Thôi mà kệ đi ha. Rửa dù gì cũng có no chứ không có chết đói. Đói nước nó cài. Giờ làm sao? Các bạn ơi chỉ còn có 80 ngàn thôi à. Vô kêu quá trớt mà sao giờ mỗi đứa có 25 ngàn ra cho ba tụi. Ủa ý ra con tụi con chỉ có mì cay thôi, quý kêu thêm mà. Hai món kia mà. Ủa mà quý kêu quý ăn mà ai ăn? Hả? Ai ăn? Quý ăn. Ủa quý ăn à, ai ăn nữa? À, ăn. Quý ăn, quý ăn, Phương ăn. Quý đó hùng, rửa chén. Giờ làm sao nè? Nói gì đó chứ làm cho hết cho sạch đi. Còn sao quốc quý không tháo? Tóc đó là thằng Lưng với thằng Bi chia ra ăn mà. No thiệt chứ anh. Cài chết. Rồi stop rồi. Stop hả? Cái này cũng phải đủ không? Bà chủ này chắc bà bỏ ớt xịn tàu vô quá. Sao ạ? Mới thấy đâu cay gì đâu thôi. Cay quá à, bà cay. Cấp độ 7 mà không cay. Thôi mi sợ nhìn mặt nó chát à. Ở đây là những bức thơ như giáp phép miền Tây xin gửi đến cả nhà. Mùa xuân là phải có hoa, ca là nhờ tiếng vỗ tay. Xin mời quý vị vô tràn vỗ tay đi ạ. Hoa đẹp nhất.
lòng nhóm yêu nhạc chúng em. Xin mời quý vị cho một tràng vỗ tay đi ạ. Kính thưa quý vị, Trúc Sinh, Trúc Ngọc, Bờ Ao, nhóm yêu âm nhạc tự hào biết bao. Xin mời quý vị trong tràng vỗ tay ạ. Kính thưa quý vị, đi xe ai cũng phải trả tiền, đi xe tính nhẹ, thật lòng cảm ơn. Kính thưa quý vị, bánh mì thì có pate, Tết này vui quá đúng không cả nhà? Không đúng. Nhưng mà